con mới mua ngon lắm á. Minh Minh. Dạ. Con coi căn nhà này có được không? Tí mua cho con nữa hả? Thôi cái nhà con đang ở cũng được rồi. Ủa ai nói mua cho mày? Tao kêu mày coi thử coi được không? Chứ mày có rồi mua cho mày chi nữa? Thì tưởng tí mua cho con nó nhà đang ở nhỏ xíu à. Ngủ lăn qua lăn lại là nó đụng với tường à. Ngủ lăn chi mà chứ nó đụng tường. Ngủ tao nằm yên đó tao ngủ đi. Nằm yên là chết chứ ngủ phải lăn qua lại chứ. Tí lớn tí ngủ tí nằm yên chứ con nhỏ con chưa vợ con ngủ tầng chọc con lăn qua lại gì đó. Không có tiền mà về đặt ngủ lăn. Mà tí cứ coi tí mua cho ai vậy? Trời ơi, coi cái căn nhà nào mà tốt đẹp đẹp mua cho thằng Dũng một căn. Sao tía không nhờ Hảo nó đi coi cho, tía đi coi chứ cực vậy? Có nhờ Hảo rồi, nó cũng lựa mấy căn mà tía chưa có vừa ý. Tía muốn tự tía đi lựa coi căn nào vừa ý mua cho nó. Trời đất ơi, mỗi lần mà qua bên nhà nó thấy gia đình vợ con sống gì đâu mà cực khổ quá trời quá đất. Đã vậy mà còn bị mấy đứa giang hồ nó lại đòi nợ, đập phá ba cái đồ đạc tùm lum hết chứ, thiệt khổ. Thì tía chọn đại hai ba căn đi. Thì căn nào hợp thì cho ảnh, còn không hợp thì cho con. Thì đâu lựa tới lựa luôn chứ cực. Mày có rồi đòi hỏi gì nữa, nguyên cái thiệp bánh mì này còn còn muốn gì nữa Minh? Thì để làm tài sản. Mà tía không nhận anh Dũng anh tốt thiệt chứ. Gặp ai á mà nhận lại ba, mà biết ba là một chủ tịch thế nào cũng dòi tiền, đòi mua này mua kia, mà con chưa bao giờ thấy ảnh đòi tía mua gì hết trơn. Mà toàn là ban cho tía không. Bởi vậy tao mới thấy thương, tao mới đi kiếm nhà kiếm cửa mua cho nó rồi. Rồi để tao điện Dũng ra ngoài ăn cơm chơi. Mày đi ra ngoài hay chơi tía? Đi ra ngoài ăn cho nó thoải mái. Hải sản gì tía? Alo ông già, con tôi đang bắt giữ đây. Ông mang tiền đến đây mà chuột con lẹ lên. Ba ơi, ba đừng có tới nha ba. Ba đừng có tới nha ba. Dũng, có chuyện gì con? Ba à. Ông hãy mau mang 200 triệu đến đây để chuột con về, còn không tôi không biết con không như thế nào đâu, như thế nào đâu. Được con tới ba ơi. Được con tới. Mày à. Chuyện gì tía căng thẳng quá vậy tía? Mày đừng có xạo với tao. Ông Mao nào là ba của mày hả? Ông không có nhận mày. Mày sợ với tao đúng không hả? Mày sợ với tao đúng không? Mày sợ với tao đúng không? Ai à. Dừng lại à. Anh vô thế. Mày đùa với tao hả tía? Ông có mang đủ số tiền mà tôi nói tới không? Đưa tiền nó đi. Màu lên. 200 chứ gì? Tao kêu là 200 triệu. Mày đưa tao 200 ngàn cho tao. Mày đùa với tao hả? À? Đưa tiền cho nó đi. Không lấy thôi tao cất làm dư rồi. Không đưa thế. Số tiền này đâu phải ít đâu. Giờ mày đưa không? Không đưa. Giờ mày đưa. Tiểu đưa nó đi. Tiểu đưa đi, con không đưa đâu. Nè con. Được. Mồ hôi công sức của chú đó, lấy xài đi. Đủ rồi đó ông già. Được lắm. Vay, rút. Sao con, có sao không? Tía cản còn chi đó. Mở cho nó. Để con xử tụi nó. Đánh con có nhiều lắm không con hả? Con không sao đâu ba. Con cảm ơn ba. Con xin lỗi ba. Vì con mà ba phải tốn một số tiền lớn. Không sao đâu, miễn con không sao, có tốn bao nhiêu tiền cũng được. Thôi tía ơi, đưa anh đi bệnh viện đi. Chứ ngồi đây nói chuyện có lại có chuyện gì sao? Bình à, anh không sao đâu. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà để nghỉ ngơi thôi. Trời ơi, không sao gì, không sao. Đánh cái mặt anh như cái mền rồi. Phải đi bệnh viện mới được. Đợi đó con ta khám, ta chụp hình có chấn thương chỗ nào không. Con không sao đâu ba. Con về nhà sức thuốc
làm mấy vết bầm đó hết à. Với lại tụi giang hồ nó chỉ muốn lấy tiền thôi, nó cũng không đánh con nhiều lắm. Vậy thì ba cũng đưa con về. Ôi, mấy thằng này. Ba ơi, con cũng về tới nhà rồi, chắc không sao đâu. Ba với em về nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Sao được, bây giờ em với tía mày về rồi tụi nó lại tới nó hốt anh nữa đó. Có em ở đây nó sợ. Với lại nữa tức thiệt chứ, nãy tía để con xử nó đi, nó nhỏ xíu chứ gì, khỏi phải tốn 200 triệu. Thôi đi Minh ơi, tao lại mày Minh. Cái thằng đứng trước mặt mày thì nó nhỏ, nhưng ba thằng đứng sau lưng tao mày thấy không? Mày thấy không, như con voi vậy đó. Không lẽ tía lo bàn đó không nổi? Không nổi đâu Minh à, tao già rồi Minh. Mày chọn thằng ốm mày giao tao ba thằng bự lên sao tao chịu nổi. Thôi thà tốn 200 triệu đi, với mày mà nhào vô nữa tốn thêm 200-300 nữa à. Hốt xác mày về nè, rồi mai táng nè, rồi đưa về Bến Tre nè. Thôi để cho tao yên tao bình giùm cái đi Minh. Tía nấu gì ghê rồi tía. À thôi con thấy dần dày nhà cửa cũng khóa, vợ con cũng chưa về, không mấy con đưa ba với lại em ra ngoài uống nước nha. Trời. Được rồi, ăn uống gì vô nữa. Anh đi ra ngoài tụi nó hốt anh nữa hả? Thiệt tình luôn á, tốn 200 triệu rồi. Mà tía. Gì? Lỡ mai kia mốt nọ con bị tụi nó bắt cóc giống như anh Dũng, tía có cầm 200 triệu tía cứu con tía? Cỡ 200 ngàn thì tao bỏ ra, chứ mày 200 triệu thì phải suy nghĩ lại. Mà không chừng nếu nó bắt mày được thì tao cũng mừng à. 200 ngàn con tự lo con cũng được vậy? Bởi vì con nuôi nó vậy đó, anh là con ruột mà. Mốt đừng có kêu em nữa nha. Con về trước luôn. Này ghét rồi, nó xàm quá trời xàm, biết có bệnh hoạn gì không á. Thôi ba về, thôi đây nghỉ đi. Chờ vợ con về nha. Dạ. Dạ. Ba về cẩn thận nha ba. Ừ. Dạ. 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 Ôi. Bà mẹ mày, trời ơi, tới đây làm chi? Mày tới đây như vậy, lỡ ông già tao thấy sao? Em cành ổng đi rồi em mới tới đó chứ. Tiền đâu? Tiền ở đây. Đủ không đó? Đủ đó. Em là bạn uy tín mà anh. Rồi, tiền em đâu? Nè. Nè, mày nha mày. Tiền kia mày quánh giả. Mày chơi tàn là quánh thiệt không à. Bầm mình bầm mấy thiệt hết trơn rồi nè. Ông anh ơi, em thông cảm cho em nha. Em quánh quen tay rồi. Mày quen tay đi, mới mốt khỏi đưa cho mày tiền luôn. Thôi, em quánh nhẹ hơn để giữ mối nha. Biết gì tốt. Đi đâu mày, để đi. Dạ, đi đi. Vừa mới rút một khoản, nay là rút tiếp. Rút cuộc ổng định rút bao nhiêu cho cậu ta đi chứ? Có chuyện gì mà bà gọi tôi về gấp vậy? Ông ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi hỏi ông, người trong hình này là ai mà dạo này hở một chút là ông đi gặp, còn nói dối với tôi là đi gặp anh Sơn nữa? Thì ra bà cho người theo dõi tôi đó hả? Chứ sao nữa? Tại vì ông thường xuyên nói dối vợ con, dạo gần đây còn rút một khoản tiền lớn, rồi còn đi coi nhà nữa. Rốt cuộc là ông tính làm cái gì vậy hả ông Mao? Tôi cũng không còn giấu bà chi. Người trong tấm hình này là thằng Dũng, là con riêng của tôi. Cái gì? Ông có con riêng? Tôi muốn cho bà biết là tôi không có lừa dối bà. Trước khi cưới bà đó, tôi đã gặp mẹ thằng Dũng trước, rồi tôi chia tay. Tôi cũng không biết mình có đứa con như ngày hôm nay. Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi sẽ nhận lại con mình. Tôi không đồng ý. Ủa, nó là con tôi.
Tôi nhận là con tôi có cái gì sai đâu mà bà không đồng ý. Tại sao tôi phải đồng ý chứ? Tôi nói cho ông biết, tôi mới là người vợ hợp pháp và duy nhất của ông. Bây giờ ông thử đặt ông vào vị trí của tôi đi. Chồng mình, một người đã từng chung sống với mình hơn 50 năm, bất ngờ một ngày về nói với mình là đã từng chung sống với người đàn bà khác, rồi có một đứa con riêng. Thử hỏi ông có thể chấp nhận được hay không chứ? Tôi đã nói rồi, tôi không có làm gì có lỗi với bà hết á. Tôi đã quen mẹ thằng Dũng trước khi tôi cưới bà, mà tôi cũng không biết là tôi đã có một đứa con. Nhưng mà nó là máu mủ của tôi, sao tôi có thể làm ngơ mà không nhận lại con tôi được chứ? Tôi có phải là con người không? Tôi không cần biết. Tóm lại là tôi không đồng ý và không bao giờ để cậu ta bước chân vô cái nhà này đâu. Má, ba đâu rồi? Ông đi đâu từ sáng giờ má có biết đâu. Ông nội mới nhắn con, nói là bọn đòi nợ đánh ba. Ông nội tới trả tiền rồi, kêu con về chăm sóc cho ba nè. Ủa, sáng giờ đâu có thấy ai tới đòi nợ đâu con. Có khi nào hai ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Khóa máy luôn rồi. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Có chuyện gì vậy con? Con nói má nghe đi. Con cũng có biết chuyện gì đâu, nhưng mà con biết chắc chắn là có chuyện. Có bao giờ mà không để cho nhà mình yên đâu. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả con? Thôi, má đừng có lo. Chuyện của ổng, má để con lo cho. Má vô nấu cơm đi. Có chuyện gì vậy? Mẹ nói con nghe đi. Có chuyện gì vậy? Quang à, lần này con phải đứng về phía mẹ. Con hứa với mẹ đi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng phải đứng về phía mẹ. Hứa đi Quang. Dạ con hứa. Con lúc nào cũng đứng về phía mẹ mà. Mà có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói con nghe đi. Ba con có con riêng. Ba con có con riêng hả mẹ? Mẹ có nhầm lẫn gì không? Ba sao mà có con riêng được hả mẹ? Làm sao mà nhầm lẫn được chứ? Là chính miệng ba con thú nhận với mẹ đó. Con riêng của ổng là ba của thằng Khôi, bạn của thằng Quân nhà mình. Anh Dũng ba của Khôi hả mẹ? Không thể nào có chuyện đó được. Con không tin. Để con gọi cho ba. Không cần gọi đâu. Đây nè, con xem đi. Ba con đã đi gặp gia đình bên đó. Họ nhận nhau từ lúc nào mẹ không biết. Nhưng mà gần đây ba con đã rút mấy khoản tiền lớn đưa cho họ. Mới đây ba con cũng đang tìm mua nhà nữa. Mà khi mẹ gặng hỏi, ba con mới nói cho mẹ biết thằng Dũng chính là con của ổng với bà Lệ, người yêu cũ năm xưa. Rồi bây giờ mẹ tính sao? Mẹ không biết tính sao. Nhưng mà mẹ nhất định không để cho thằng con Quang đó bước chân vô nhà mình đâu. Quang à, lần này con phải đứng về phía mẹ. Con hứa với mẹ đi, con phải đứng về phía mẹ được không Quang? Dạ. Xui gì quỷ vậy. Quắc. Nóng quá, ra ngoài cho mát. Bà đứng lại đó. Hôm nay bọn đòi nợ tới tìm ba phải không? Sao mày biết? Ông nội có nhắn cho con. Ông nội nói là đã trả tiền cho ba hết rồi. Ông nội còn nói kêu con về chăm sóc cho ba, tại vì ba bị bọn đòi nợ đánh bầm dập hết cả người.
Vết thương đâu rồi ba? Để nè. Đó là vết thương đó hả? Tao lừa ổng á. Rồi sao? Tại sao ba làm như vậy hả ba? Ba đưa tiền đây, con trả cho ông nội. Tiền đâu đưa nữa, quýnh bài thua hết rồi. Ba là chứng nào thật đấy nữa rồi. Quay, 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 quay. Mày ơi, ai? Trời ơi, bà đứng lại, còn nó bà đứng lại. Mày đừng có vậy nha, mày đứng lại đó. Quay, bà đứng lại. Mày, bà mẹ mày, mày đứng lại đó coi. Mày đứng lại đó cho tao. Mày đứng lại đó. Ê, động khẩu chứ không được động thủ nha. Mày đứng đó đi. Rồi mày muốn nói cái gì mày nói. Ba làm việc mà ba không chịu suy nghĩ sâu xa gì hết vậy? Ông nội vẫn chưa nhận lại ba. Ba làm như vậy, nếu như ông nội biết được là ba lừa gạt ông nội để lấy tiền đi cờ bạc thì thử hỏi mọi chuyện như thế nào hả? Nhỏ nhỏ thôi, má mày biết rồi sao? Má ra ngoài rồi. Thôi vậy đi. Không có dễ gì mà biết đâu mày ơi. Tao kêu tụi giang hồ hả, diễn nhiệt tình, đánh như thiệt vậy đó. Dễ dầu gì mà không phát hiện ra. Con nói cho ba biết, chỉ cần một sơ hở nhỏ của ba thôi, ông nội có thể mướn người điều tra ba. Tới lúc đó chuyện gì cũng có thể lòi ra hết đó ba. Chưa kể còn bà Dân nữa. Chuyện ba với ông nội nhận lại, con dám chắc với ba là bà sẽ không bao giờ đồng ý. Ba có biết con không được vào công ty Minh Quang chính là do bà không? Bây giờ nếu như bà phát hiện ra ba lừa gạt ông nội lấy tiền đi cờ bạc, ba hỏi đi, bà có để cho ba con mình vào công ty Minh Quang hay không? Ông nội còn tin tưởng ba được nữa hay không? Sao ba hành động không bàn bạc gì với con hết vậy? Ba làm như vậy là hư hết mọi kế hoạch của con rồi. Ấy, vậy đời tao hả? Con chỉ nói cho ba biết cái sai của ba là ở đâu thôi. Nếu gia đình mình không được nhìn nhận, đó là lỗi của ba hết. Mày, thằng mất dạy. Mày đúng mày ngon lắm hả? Dạy đời ba mày hả? Chẳng còn thời gian để tăng.